tiền về. Có thuyền về có nhớ bên trăng đi. Bên thì một già, bên thì một già khăn khăn đợi thuyền. Ta chờ em qua ngày hôm qua, chờ em qua ngày hôm qua, và ta qua ngày hôm nay, dừng lại và xóa đi những ký ức. Dừng lại mà hay quá, múa may quay cuồng ha. Chờ em của ngày hôm qua hả? Nè, má của ngày hôm nay đứng trước mặt nè, được không? Ca cho vui cho mợ. Em của ngày hôm qua là ai? Là con mắm nào hả? Con mắm đù nào hả? Em của ngày hôm qua hả? Hôm qua là con nào? Nói. Tôi nhớ em gái ở nhà đó, mình ca vậy thôi chứ đâu có ai đâu. Em gái nhà là em nè hả? Trong gia đình có mình ông thôi mà em gái là em gái nào? Con em gái họ. Em gái họ? Cái họ dưới quê đó, nó lên thành phố nó học rồi mình không có tiền mà nó tạo nghiệp nó mình nhớ ca vậy thôi mà. Trời, bà ghen bóng ghen gió, ghen mệt. Ghen riết mà cái gì? Tôi ghen là có căn cứ tôi mới ghen. Cái con người bà ghen riết là bà cao không nổi luôn. Bà lùng như vậy là do bà ghen đó. Cái lùng nào giờ mà phải ghen mà tại bị lùng. Trời đất ơi, do bà ghen từ trong bụng mẹ nên nó lùng từ trọng ra đó. Thì tôi có chồng đẹp tôi phải ghen. Ông đẹp quá mà tôi sợ mất tôi ghen chứ sao. Cái gì? Trời ơi, nói ai vậy? Tôi có chồng đẹp tôi phải ghen chứ sao. Quỷ hả? Lấy nhan sắc ra đùa giỡn không? Mà ông nó ngang, ông cũng ghê gớm lắm. Phải chi ông có vợ xấu, ông đi bộ bịch tuôn nói vợ ông quá trời đẹp mà. Tôi có nói bà xấu đâu. Bây giờ tôi mới nói nè, tôi á thiệt với ông á, tại sao lúc này ông gái gu hoài vậy? Ông chán tôi rồi đúng không? Ông chán cơm thèm phở rồi phải không? Tôi nói cho ông biết nghe chưa, ông chán cơm ra ngoài còn tìm có phở, nhưng một khi ông đã ngán phở quay lại thì không còn cơm đâu. Cái vấn đề đó là người ta nói như vậy là thấy là gái gu là vu vơ. Bà vợ mới là xin hết. Cái mỏ này xạo xạo dễ sợ xạo luôn à. Đó tại sao mà mỗi ngày ông về là tôi đều phải ghen vậy hả? Mà tôi hỏi bà đúng không? Đó là do bà tự bà ghen. Chứ có tôi có làm cái gì đâu mà ghen. Bây giờ tôi hỏi bà là tại sao cái gì mà cũng ghen được hết trơn. Tôi ghen là có căn cứ đàng hoàng. Căn cứ cái gì? Hôm bữa tôi hỏi bà. Người ta vừa đi về trên cái vai người ta có một cái sợi tóc dài đi ghen. Đó thấy chưa, cái sợi tóc dài đó là ở đâu ra? Là của út một con nhỏ nào đó tóc dài đúng không? Tại sao bà không nghĩ là tôi đi rồi tôi dướng một cái cọng tóc dài của một con nhỏ nào khác mà cứ phải là cái con tóc dài? Trời đất ơi, ở đâu ra mà đi ra nó dướng được chưa? Vậy tôi hỏi bà, với cái con tóc dài thì nó ghen, chứ còn cái bữa kia tôi đi về tôi dướng con sợi tóc quăng mà cũng ghen là sao? Thì đó, bên chị thấy chưa, tóc tôi đâu có quăng, tóc tôi đâu có quăng thì chính tỏ là ông quen một con nhỏ tóc quăng. Trời đất ơi, thấy con sợi tóc dài bà ghen nó là quen con tóc dài, thấy con sợi tóc quăng bà nói bà ghen nó quen cái con tóc quăng. Thôi hôm bữa về cái áo không với cọng tóc cũng ghen làm sao? Ông quen con nhỏ đầu hói đúng không? Nó không có cọng tóc nào. Cái chuyện khó gì bà cũng nghĩ ra được nè. Trời ơi, bà siêu vi thiệt á. Thiệt biết á, tôi sợ bà luôn á. Thôi tôi là tôi không có tin được ông. Vậy hôm bữa ta sao tôi đi chùa về cũng ghen là sao? Đó, thấy chưa mắc chứng gì bà nói tôi quen con nhỏ nào trong chùa tôi quýnh bà liền á. Nghe trong chùa là cái nơi mà trang nghiêm nghe, đừng có nói bậy à. Không phải là ông quen một con nhỏ nào trong chùa mà mắc chứng gì tự nhiên đi chùa là chi? Vô đó cầu tình duyên nhân nhỏ nào đó. Mà má, nói gì nói hết luôn đi, cái gì mà nói không được chân. Bây giờ mình bàn vô cái vấn đề chính, không có gây lộn nữa. Vấn đề chính là vấn đề gì? Đồng chồng tác biển đông mới cạn. Đúng. Ăn miếng bánh trung thu đi, tôi nói chuyện cho nghe. Bánh ngon lắm á, bánh là tôi mua 7 trứng một bánh đó. Trời ơi, nào giờ nghe nói bánh 2 trứng mà nhiều có bánh 7 trứng không nội? Cái bánh này là tao nói là cái tụi tá điền nó làm cho tôi, bây giờ tôi kêu nó ráng nó dụng ép nó làm cho tao 2 trứng làm 7 trứng ăn mới vừa cái họng của bà. Cho ăn mà xỉa xói vậy nhỏ đó. Nhỏ nào lấp ló đằng kia cả. Con chào. Dạ chào ông, chào bà. Dạ con chào ông. Dạ. Nó bận đồ đẹp quá. Cái giải nó đẹp, mày ta nói cho gì đâu làm dữ vậy? Dạ. Qua đây. Dạ. Muốn nói chuyện với ông thì qua đây nói qua. Dạ, kính thưa hôm nay ông bà có được mạnh không ạ? Thì ngồi đây mạnh rồi. Sao nó học chứ không khỏe, nằm trong bệnh viện rồi. Dạ.
Thì hôm nay con sang con xem ông có cái việc gì không thì con làm giúp. Ở đây nè, con nghe nè. Dạ. Áo mua ở đâu đẹp không? Bây giờ mình dâu dắn người chính. Hay bây giờ. Bây giờ dâu dắn người chính. Ừ. Hai ông bà mà thấy không khí căng thẳng quá, bây giờ con có tiết mục văn nghệ con biểu diễn cho ông bà được không? Trời nó rảnh quá. Dạ, tiết mục mà biểu diễn của con bà có muốn xem không? Xem đi. Dạ, tiết mục biểu diễn của con mang tên là xiếc. Xiếc. Mày múa lửa hả? Dạ không. Xiếc quạt. Xiếc quạt. Dạ, con làm coi thử coi. Dạ trên tay con có một cái quạt. Đây là tay trái, đây là tay phải. Con sẽ hô biến cho cái quạt nó bay qua tay trái. Biến cái quạt bay qua tay phải. Hay á, nó biến cái nè. Coi, thích đó. Đây không? Hay chưa? Rớt xuống đất luôn. Vậy thôi hả? Dạ. Như con khùng vậy đó ông ơi. Dạ. Bị vậy lâu chưa? Dạ, con làm việc với ông, con vậy hoài mà. Ông không thấy lạ hả? Mà sao nó bị cái này lâu chưa ta? Sao nó càng ngày nó càng nặng vậy? Nhưng mà rồi ba má mày biết chưa? Dạ, trời con đi theo ông là từ bao nhiêu năm ông tin tưởng con. Thì bà biết là con như thế nào, ông như thế nào rồi đó. Không, ý tao hỏi là ba má mày biết mày khùng chưa? Dạ, con không có khùng, con còn tiết mục nữa. Cảm ơn, tao cảm ơn mày. Mày nói mày tiết mục đu quạt hay mày cầm quạt phóng lên kêu mày chụp xuống. Dạ không, đây, tiết mục của con. Không mắc cười. Ủa xiếc mà không mắc cười. Tao không mắc cười. Xiếc mà không có cần phải mắc cười. Xiếc là cần sự hồi hộp. Thì mai bình tĩnh đem hỏi chuyện được rồi. Dạ. Đứa con này sẽ nó hay tăng động kỳ. Giống ông mà. Nghe ông hỏi dạ. Nè. Bây giờ là Trung Thu sắp tới rồi. Dạ. Mà con biết là mỗi lần Tết Đoan Ngọ hay là Trung Thu hay là những mùa lễ lớn như là Halloween. Dạ. Và là Valentino. Thì tá điền trong xóm đều tới để tặng quà cho ông bà. Đó, dạ, con biết chứ. Vậy thì con đã tới con rao rêu những cái lời mà sắp đến Trung Thu rồi đó. Các bạn xuân quà chưa nhỉ? Dạ, con đã đi khắp nơi và con đã thông báo cái đó. Nhưng mà có một cái tin mới. Tin gì con? Tin gì? Con mới nghe phong phanh ở đâu á. Nó là trên huyện. Người ta mới thành lập một cái ban gọi là ban thanh tra. Để rồi cứ tới những cái ngày lễ, ngày Halloween hay là ngày Valentine hay là ngày Trung Thu thì đó là người ta sẽ đi hàng đàn là tẻ ra khắp các tỉnh, các huyện, các xã. Người ta sẽ tìm cách tìm chứng cứ để thấy người nào mà có cái vấn đề gọi là tham ô đó, tham nhũng, giận, hối lộ để người ta bắt, người ta buộc tội đó. Chết, như vậy mình ăn còn sao ngon nữa. Bà vô duyên quá thì chúng ta chỉ nhận quà thôi, chúng ta có hối lộ gì đâu. Thì đó là do tá điền tặng, đó là cái sự lòng tốt của bà con thương mình thôi mà. Mà tự nhiên sao lại có thanh tra cả. Hèn gì. Sao? Nhưng mà tôi là tôi thắc mắc như vậy nè. Lý do tại sao mấy ông lớn mà ông ở tuốt ở trên đó, mấy ông lại biết ở đây mình ăn hối lộ chứ. Thì bởi tôi mới thấy sao. Mà này là còn cái vụ này là khả nghi nữa nè. Sao? Hồi hôm qua. Đang đi trên đường làng. Hai ba bữa nay chứ phải là riêng một ngày hôm qua đâu. Thấy một cái thằng hắc y nhân, nó bận một bộ đồ đen đi theo dõi tôi. Ghê vậy? Nguy rồi. Trời ơi ghê quá. Ghê quá. Mà cái này mới ghê nè. Sao? Cái này mới nổi da gà. Nói là thấy nổi da gà rồi nè. Dạ. Cái thằng bận đồ đen đó. Phát hiện ra một điều. Điều gì? Cái gì ghê gì không? Cái dải nó bận trên người xấu quá. Thấy ghê chưa? Có gì đâu ghê. Thiệt luôn á. Mà xôi đụng đến ba cái chuyện thanh tra là tôi nhức đầu lắm. Hồi nào giờ tôi chỉ biết ngồi đếm tiền thôi à. Thôi bây giờ hai người ở đây nha. Đó mày ở nhà mày lo mày phụ với ông hay chưa? Dạ dạ. Nè dạ. Không có được lén phén với ông. Dạ đâu mày. Có không, sao mà lén phén với ông. Nói chung là có hẹn trước rồi. Đi đâu? Hẹn mấy bà bạn. Đi đâu à? Nhảy đầm. Đúng rồi, bà phải đi nhảy đầm cho thân hình của bà đẹp hơn, rồi bà hấp dẫn ông nhiều hơn bà ha. Cái vòng dối lên cái đạp giò tao hoài. Bắt cái đạp giò tao không cái mặt cái khoái đi nhảy đầm. Dạ thôi nhưng bây giờ mình vô vấn đề mày khác ngồi đó, đi. Mày ngồi đó. Vấn đề mà nó... Mình phải tập trung vô cái chuyện thanh tra này. Vậy làm sao mày có cách nào mà giúp ông không? Chứ bây giờ thanh tra nó vô mà người ta ập vô người ta tặng quà là chết ông. Mà hồi nãy là ông nói là ông thấy có người mà mặc đồ đen theo dõi ông thiệt đó hả? Mặc đồ đen.
Con nói thiệt với ông nha. Ông, hồi nãy con đi lang thang ngoài đường, con thấy có thằng mặc đồ đen thiệt. Ý chưa, nó đang vòng vòng cái khu này phải không? Nó mé tao mà. Mà cái mặt nó không có cảm tình, cái mặt nó ghê lắm. À, bây giờ phải làm sao? Nó mặt nó kỳ lắm. Mặt nó như là cái mặt trần vậy đó. Nó bấy nhầy mà nó cái gì nó kỳ lắm mà. Tao hỏi mà cứ bận đồ đen mặt rồi, đeo kính đen. Ôi, còn hình như còn thắt cái khăn màu đen trên đầu nữa. Tao nhớ là có cái khăn màu đen mà cái mặt nó khó diễn tả lắm. Nó giống như nó cái thú quái gì nó kỳ cục. Cái khăn màu nâu. Cái khăn là màu nâu. Màu nâu chứ không phải màu đen. Màu cái đen. Mặt mập áo đen thôi. Mà ôi, ai nói chuyện mà thôi. Cái đôi giày nó không có đen, nó đi bố. Ai kêu tôi đó? Nè, thằng mập kia, ngươi là ai mà ngươi dám bước vô nhà cai tổng mà ngươi không chịu gõ cửa? Vậy thì từ lúc tôi bước vô nhà tới giờ, thật ra các người không nhận ra ta là ai à? Mày ông nội tao mà tao nhận ra mày à? Giống người mặc đồ đen theo dõi ông đó. Cái mặc đồ đen kìa bà đó chứ mày ông nội tao. Đoán đi. Đoán gì? Không đoán mày. Gần đúng rồi đó. Đúng mày mày. Phải đi không? Phải đi không? Đi nhà tao kia tao đoán mày. Phải đi không? Phải khùng à? Thôi được rồi. Nhìn cách phát âm phun chữ như vậy. Phun gì mày? Phải đi không mày? Tự tài. Mày là ai mày nói đi mày? Tự giới thiệu luôn. Mày là ai mày? Ta. Mày là ai? Nói. Là người áo đen. Mày trời bà đậu cha này mày áo đen. Tao quýnh mày chết nè mày. Mày áo đen hả mày? Mày áo đen hả mày? Trời đất ơi mày áo đen mà vô nhà của cai tổng. Kêu lính tao quýnh á. Kêu lính nhau. Lấy. Ngươi là ai? Sợ người áo đen à? Ai? Vậy thì ta là thanh tra đây. Mày là thanh. Dạ. Thân ái kính chào ngài thanh tra. Gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ. Cái nét hung hăng phun phẹt phẹt lúc nãy đâu rồi? Dạ. Quạt quạt cho anh thanh tra. Dạ dạ anh ngồi anh. Ngài thanh tra ngồi ăn bánh trung thu 7 trứng giùm em. Ngon lắm, bánh trung thu làm 7 trứng muối ăn á, có muối mặn mặn ngon. Ủa em biết anh thanh tra ghé thăm tài xá cái gì chưa dạy bảo không vậy? Bánh gì mà dám mời à? Bánh trung thu mà móc trứng ra ăn rồi. Cái tật đó ăn hay móc trứng. Dân tình quả là không sai. Thế vậy? Dân tình nói rằng cai tổng cái vùng này chuyên môn móc trứng. Trứng móc trứng ăn phải trứng hả? Của cải tài sản của dân đen. Quân nào đồn ác mồm ác miệng vậy trời? Quân nào vậy? Em là em. Ông Tranh đây con nói chuyện à. Em nói thiệt với anh, em là em đi theo ông bao nhiêu năm nay rồi, con người của ông như thế nào em biết hết. Một con người mà liêm chính, mà đàng hoàng, mà lịch lãm, mà đáng yêu một cách khủng khiếp, mà đứa nào khốn nạn nó dám nói là thôi, ông thôi. Của em là đi nhận hối lộ. Thôi khỏi khen, khỏi nâng đỡ nhau nữa. Nói chung là như vậy. Ủa bây giờ rốt cuộc là ai là gia chánh vậy? Dạ, bây giờ dạ, hai dạ, người dạ. Sai tôi không biết ai. Em đây em, phải không? Dạ em. Rồi. Dạ chứ em đâu dám. Hôm nay ta tới đây ta chỉ muốn nhắc nhở cho ngài rằng dạ quan chi huyện nó sai ta xuống đây để tìm bằng chứng. Nếu đúng như lời dân đen nói, đừng bao giờ trách ta độc ác. Đã từng có trường hợp tham nhũng bị quan huyện đưa lên đường. Trời ơi, lên đường mà đi đâu? Đi đâu tức là đưa đi đó. Mà đi đâu? Mà đi đâu anh? Đẩy đi luôn đó. Ai không biết mà đi đâu. Trời ơi sao hai người không biết vậy hả? Đi, bây giờ nói tẹt cái luôn nha. Cách chức, lưu đài, tịch thu tài sản. Rồi còn cái nếu mà trợ lý của cái người đó làm sao anh? Đi sau lưng cầm quạt hầu đó. Là vô. Dĩ nhiên, đi là đi hai người luôn mà. Là má bị đại vô lãnh cung đó má. Biếm lãnh cung. Đó, hiểu không? Dạ. Dạ. Hai người đó. Cái dáng này mà sau này mà mất hết tài sản thì cô nghĩ đi. Ông này sẽ đi làm nghề gì? Đi đâu anh? Làm gì anh? Tịch thu hết tài sản thì làm nghề gì? Thì em đi. Tay chân vậy thì tao chắc đi làm cu ly chứ làm gì? Tệ hơn cu ly. Ăn xin. Trời, mặc ông mà đi ăn xin là ai cho? Trời ơi, mày thương tao ghê á. Trời, mày thương tao ghê luôn á, thiệt á. Thôi. Dạ thôi, thì kính tiễn ngài thanh tra. Dạ. Hai người đừng cãi nhau nữa. Dạ.
Ta đi đây. Dạ, dạ. Có gì trung thu ngày thanh tra ghé ghé coi đi, không có gì. Yên tâm. Dạ. Ta không dám ghé, nhưng ta quăng quăng ở ngoài cửa ta dòm. Lỡ bằng chứng tan chứng gì, đừng trách tại sao nước biển nó mặn hơn nước giếng. Dạ, dạ. Ta đi đây. Dù dạ. Lại anh. Ông mày cùng... thấy chưa, tao mới mà sao mà ông còn kêu trung thu quay lại chứ vậy? Mày điên hả? Phải nói như vậy để người ta đừng có nghi ngờ cho mình là chết rồi. Bây giờ trung thu mà tụi nó mang quà qua một đống đồ tiền bạc nó chất đầy hồng tao thì chết. Thì bây giờ ai kêu là bao nhiêu năm nay ông ăn nhiều quá đi, ăn ít ít thôi, ăn hoài, ăn nhiều quá là bây giờ thành lệ tới. Có cách chưa? Con là nắm mọi cái gọi là công nghệ kỹ thuật số bây giờ, cho nên là con mới biết có một cái này. Bây giờ thay vì mỗi năm là mọi người mua quà tới cho ông, phải không? Mua bánh trung thu, mua này, mua kia mang tới cho ông. Thì cái đó nó hiện vật nó quá to đi, người ta bước vô nhà người ta thấy liền. Đúng. Nguyên một cái đống quà như vậy là thấy liền. Đúng. Bây giờ mình đổi cách đi. Một cái gói quà nó to vậy, bây giờ mình làm sao mình ép nó. Nhỏ xíu vậy thôi. Mày có cách nào nói chuyện cho tao hiểu không? Mày nói tao không hiểu. Rồi bây giờ nói chung là đơn giản vậy đi, là bây giờ là con biết là trên mạng nó có một cái gọi là phiếu mua quà. Cái phiếu mua quà thì mình có thể thay đổi con số. Con số có thể là 5 triệu, 50 triệu, thậm chí có thể ghi là 130 triệu. Bây giờ tao hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ tất cả quà tặng sẽ quy ra bằng phiếu đổ quà. Dạ đúng rồi. Cái tới ngày đó cái mình cầm phiếu mình lên mạng mình gõ cái nó giao. Dạ, quà đúng rồi, gõ bằng cái mã số của nó, rồi mình làm sao mình chọn đủ thứ quà làm sao cho bằng cái số tiền người ta ghi trong đó là được rồi. Diệu kế. Ngày dạ. Trung thu gia đình ta sẽ không có một món quà. Dạ không, chỉ hề. Có phiếu thôi, mình giấu phiếu nó đâu có biết được. Đúng rồi. Cái sau Trung thu cả tuần lễ. Dạ. Quà sẽ lại được giao tới. Đưa về. Ship tận nhà. Dạ. Ông cứ lấy cái số phiếu đó ông cất cho trong này nè, ai người ta dám moi người ông đó. Ông vẫn ngồi đây móc bánh trung thu ăn trứng. Dạ, dạ. Diệu kế. Dạ. Đó là Diệu kế. Nhiều quá ông ơi. Này là phiếu quà tặng của tao mà tao không biết, tao tưởng là của mày không á. Mày mừng giùm tao luôn à. Dạ con nhân viên của ông thì con làm tốt thì ông nhận được nhiều thì con thấy vui. Đó. Nhặt lên, nhiều quá. À, bây giờ là mọi người tại sao mà biết được mà đưa phiếu hết trơn, sao mày làm cách nào mà hay dữ vậy ta? Dạ thì con một mình con bằng cái miệng của con không đó ông. Con đi khắp nơi là ở đâu có nhân viên của ông tới, con tới tận nhà con rỉ tai con nói rằng nè hãy mua phiếu quà tặng cho ông nha, chứ năm nay không có được mua hiện vật. Dính ra cái mỏ mày cũng miệt mài quá ha. Mày làm gì tốt ghê. Nhân viên của ông có 1.000 người mà con đi con rao hết đó. Nhà ai mà có chuyện gì chắc mày nói nguyên sớm biết luôn. Nhân viên của ông mà. Cánh quá. Tay phải của ông mà. Rồi ai tặng bao nhiêu tiền tên gì ghi hết cho ông, mày muốn anh biết đường mà ông tính với ông đối xử với nó. Con biết chứ, bao nhiêu năm làm việc với ông con ghi hết lại rồi. Giỏi. Ông nhớ nha, sau khi mà trung thu xong 7 ngày sau rồi ông lên mạng ông đặt quà nghe. Tao đặt hết rồi. Hả? Tao đặt rồi. Trời ơi, ông đặt rồi, hôm nay trung thu rồi người ta mang quà tới, thanh tra ở ngoài cửa rồi mày làm không sao? Như vừa thôi. Tao lên mạng tao đặt hết quà tốt quà hay rồi, rồi xong rồi tao dặn 7 ngày nữa mới giao tới. Mày nghĩ chứ mà trời ơi, tao đâu có khùng đâu mà tao kêu giao. Dạ. Bây giờ cho tốn à. Ông chủ của con là thông minh. Có nghĩa là sao? Đặt hết rồi. Dạ. Lấy cái đồ tốt. Dạ. Rồi 7 ngày nữa người ta mới giao quà qua. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Giao quà. Ông mới nói 7 ngày. Dạ ông cai. À. Cô kia cô lại. Tôi là cai tổng Liêm Chính. Tôi không có nhận những cái quà cáp hối lộ như vậy. Mặc dù hôm nay là trung thu, đi về đi. Đâu có. Rõ ràng là hồi hôm qua ông đặt quà ở bên cửa hàng của con. Đó, cho nên là hôm nay con giao qua cho ông nè. Nè nè nè. Cái cô kia. Dạ. Tôi đặt quà tôi nói 7 ngày nữa giao qua. Tại sao bây giờ cô giao? Mấy ngày? 7 ngày. Trong phiếu ghi rõ 7 ngày mới giao qua. 7 ngày hả? Ừ. Trời ơi, chết rồi ông ơi, con xin lỗi ông.
ông ghi 7 ngày mà con đọc tưởng 7 tiếng, tưởng 7 giờ á. Cho nên là con lật đật con đi giao trong trong buổi sáng sớm luôn á. Trời đất ơi, cái thứ này đúng là cái thứ mà cần cù mà cộng ngu dốt nó ra phá hoại nè. Phá hoại quá. Thôi bây giờ chị mang quà đi về, mấy ngày sau mang qua giao lại. Thì thôi ông chịu thôi, bây giờ con mang về. Chứ hả, làm gì mà ông chửi con sói thả vô mặt vậy? Con, cửa hàng con là uy tín lắm. Giao qua đúng không? Mà không chịu thì đem về. 7 ngày sau con mang qua cho. Đi. Ông, nhưng mà nói nghe nè. Bây giờ ông có cách nào ông hộ tống con ra đi. Chứ hồi nãy con vô là con thấy có một cái người á, mặc nguyên bộ đồ đen thấy ghê lắm. Bây giờ mà con đi ra một cái là hẳn chừng là con bị ám sát luôn á. Cái gì vậy? Không lẽ không? Thanh tra đứng ở ngoài. Thôi đứng ngoài cửa đâu. Hồi đó ông nói trung thu nhớ ghé qua. Thôi tôi thích nó ở ngoài thôi, theo dõi thôi. Gì không? Bánh bèo nó nghe. Hả? Con lỡ giao rồi để luôn đi. Thôi không được đâu. Con là uy tín, con phải giữ uy tín cho cửa hàng của con. Rồi sai rồi con đem về. Ông nói là để đi được rồi. Con đã nói là không được mà con đem về 7 ngày sau con mang qua rồi. Cho ông. Giờ cứ để. Để ông nói để đây được rồi. Đã nói là 7 ngày sau con mang qua. Mày là má tao, mày là má của tao. Mày là má của tao luôn, bây giờ mày nói gì tao cũng nghe trơn á. Bây giờ tao năn nỉ mày. Mẹ yêu, hãy để quà cho con nhé. Được không? Để đây. Ủa sao mày cũng lạ đời ta. Mày đừng có ngu mà mày cộng cần cù. Mày tao sợ cái kiểu mà ngu mà còn ngu siêng năng của mày hiểu không? Tao sợ lắm. Vậy là giờ rốt cuộc để quà đây cho ông đúng không? Được rồi. Rồi cái vậy con giao xong rồi nha. Cái gì? Hả? Người áo đen đang tiến gần tới cửa nhà mình. Bây giờ chết cha, bây giờ mình phải kiếm cái cách nào chứ mày cầm như vậy là chết. Bây giờ cha giờ sao? Ông. Bây giờ con có cách, có cách. Cách gì? Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là phải hợp lý quá cái sự xuất hiện của cô này và những gói quà này. Là sao? Bây giờ cách là cô phải giả bộ cô là bạn gái của ổng. Bạn gái của ổng. Đúng rồi. Mới từ nước ngoài về. Đi về thăm cho nên là mang thật là nhiều quà tới để thăm ông. Hợp lý quá. Đừng có mơ ha. Trời ơi, tự nhiên ta giao quà sao bắt qua tao qua đây ta làm bạn gái nữa. Trời ơi, ổng là ai mà ổng đòi làm bạn trai của tôi vậy? Ổng là cai tổng đó. Kệ ổng chứ trời ơi. Chứ bây giờ cô mà không ở lại, cô không có làm theo thì tôi sẽ kiện cô ra tòa. Hiểu không? Bởi vậy là sao? Vậy cô làm sai hợp đồng. Khách hàng nói là 7 ngày sau mới giao tới mà 7 tiếng sau cô đã mang tới là bể hết kế hoạch. Bao nhiêu kế hoạch cuộc đời của người ta mà trong 7 tiếng là cô đã phá hết. Coi như là kiện xong mà mai mốt mà công ty phá sản, cái đổ bể của mình mày trù mày đền quá trời luôn. Phá sản cuộc đời luôn. Ngốc đầu vậy không nổi, chết luôn. Rồi xong bây giờ về. Ủa, đi, về cái, đi. Cái chuyện có chút xíu vậy mà giữ thần trời vậy hả? Phá sản chứ mày tưởng trời tao là cai tổng gì tao làm được, tao nói thiệt luôn, nhìn mặt tao ác không? À. Thôi ông. Con đồng ý nè. Cái quan trọng nè, theo ông, làm một cái chuyện rất đơn giản thôi, con làm bạn gái ông thôi. Cho ông ôm hôn chút xíu thôi là tự nhiên nó lan ra xong. Ông tặng con phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Đã chưa? Tự nhiên người ta là con gái hả? Cái quà này người ta làm bạn gái xong cái tự nhiên cái hả được có một cái có một phiếu quà tặng. Trời đâu có thể nào đánh đổi như vậy được. Mấy ba phiếu được không? Trời con quỷ này nó dễ sợ, nó đầu tiền trắng trợn quá. Ba phiếu thì ba phiếu cho mày năm phiếu luôn nè. Trời ráng đi. Để thấy nhỏ này cũng tươi cho năm phiếu. Ông nó xin có ba phiếu à, bây giờ ông lỡ cho năm phiếu, cho hai phiếu còn lại ông cho con. Con bánh bèo hư thúi. Cảm ơn ông. Ba phiếu mà để lát đi xong việc mới đưa tiền, mày khùng mà. Xong việc mới đưa tiền. Bây giờ nè, ha, đúng kế hoạch mà làm, lỡ mà có một cái người nào mà bận đồ đen phóng vô cái là giết liền. Giết liền phải không? Rồi. Khoan. Gì? Còn một cái ám hiệu. Mỗi khi mà tôi nháy mắt bên này là cô tiếp tục làm. Rồi. Rồi. Còn nếu mà nháy mắt bên này là cô dừng lại. Rồi. Hiểu vấn đề không? Rồi trời yên tâm, bá vụ này biết lắm. Trời quá. Đâu. Khoan, bây giờ diễn. Người áo đen đã tới. Cảnh ba tách một. Diễn. Anh ơi, em nhớ anh lắm luôn. Sao hôm qua anh nói anh tới nhà mà anh không chịu tới. Để hôm nay em phải tới đây em tìm anh nè. Sao vậy anh? Không phải, cái này không phải. Cái này không cần. Tại sao anh không cần em? Sao? Cái này không cần. Anh nói anh yêu em rồi, bây giờ anh nói anh không cần em là sao? Ôi sao mày diễn thiệt vậy? Sao vậy? Sao nó tràn đầy cảm xúc vậy? Mày nháy mắt mày. Sao vậy anh? À. Tại sao? Sao bây giờ anh lật lọng vậy? Hết sức bình tĩnh. Bác gái phải không? Dạ. Dạ con chào bác. Dạ con xin lỗi bác.
con biết con là con gái mà con đi qua đây á thì rất là đường đột. Dạ, dạ bác ơi, nhưng mà con có một chuyện này con muốn thưa với má nè má. Tại vì á má biết sao không? Con với ảnh là yêu nhau lâu lắm rồi. Nhưng mà con không hiểu lý do tại sao mà thời gian gần đây ảnh lại đối xử lạnh nhạt với con như vậy á. Yên tâm. Cho nên là bây giờ thôi bây giờ có bác ở đây, có má ở đây rồi á. Con xin với má là... Không đủ đô hả? Không đủ đô. Mày tống nói gì? Không đủ đô. Dư đô rồi má. Tụi nói mỗi lần mày nháy mắt này là dừng lại cơ mà. Nháy cái mắt này là mày dừng mà. Thì đúng rồi, nháy cái hướng bên này là đó thì đó, hướng bên này là hướng bên này. Đi, nháy bên này là dừng lại. Thì đúng rồi. Nãy giờ nháy bên này dừng lại. Ủa chết cha, vậy là sai nữa rồi hả? Trời, quên á. Cái gì? Nói chung là ngu si mà cộng thêm còn là tích cực là thành phá hoại. Đi vậy. Trời ơi, đúng là cái thứ mà mình đần độn mà cộng cái này. Đi vậy. Bye bye má. Ui, nhanh ghê. Có gì? À đây. Mẹ. Giờ này còn xíu nữa ha. Hay quá. Bữa nay đông trời không? Không. Dám dẫn gái về nha. Bà. Còn chối hả? Hả? Bà. Con xin bà. Ơi, điên không? Con xin bà. Tụi điên chưa? Xin cái gì? Thật ra. Xin cái gì? Để tôi nghe tôi nói nè. Bắt ra hả? Bà ơi, bà đừng có đánh không bà ơi. Bà đừng có đánh không. Ai? Nó là ai? Đánh trong rớt nón luôn. Tại sao mỗi lần mà bà quýnh tao mày cứ đẩy tao vô bảo ngoài mày âm mưu giết tao hả mày? Dạ cô. Bà nói hết sức bình tĩnh. Con nhỏ đó là ai? Bà nghe tôi nói hết sức bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích cho bà nghe. Sự thật là như vậy. Sự thật là sao? Nói cho bà nghe đi. Ai hả? Thanh tra đây nè. Vậy vụ gì? Đó. Tôi qua tôi binh giật bà thôi. Mấy cái vụ này là phải làm rõ mới được. Con nhỏ đó là ai đúng không bà cái tổng? Nói đi, giải thích cho bà nghe đi. Nó là ai? Thật xúc động. Bà hỏi kìa. Trời ơi, bây giờ trả lời làm sao? Giờ ông xúc động để cho ông nói bên này cũng chết mà nói bên kia cũng chết mà nói sao vậy? Bây giờ cái này nó hơi hại não. Để tôi suy nghĩ, tôi phải tìm cách để tôi nói. Thật ra hôm nay là ngày trung thu. Hôm nay là ngày trung thu và mọi người đang ăn mừng trung thu. Thế là có một con nhỏ nó vô nhà. Nhỏ nó là ai mày? Là cái ông là trung thu, là Tết trung thu. Em đâu đèn đi chơi, em đâu đèn đi mày điên hả mày? Chỗ đó cái con nhỏ nó là ai? Là ai nói cho bà nghe đi. Tết trung thu con dắt em con đi rước đèn, cái nó đi qua đi nó chơi, nó thấy ông cái nó chơi với ông cái đúng rồi. Em con nhỏ này em nhan sắc mày có hạn mà thủ đoạn mày vô biên vậy là quá trời rồi. Nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm chồng rồi. Từ từ, giải thích đi chứ đừng chơi rượt bắt nữa hả? Mày giải thích đây. Bây giờ con giải thích. Mày giải thích liền. Ông đừng có sọt cái này vô mặt tao. Tao không có sọt cho mày, mày nói tao sọt mày liền. Là bây giờ cái vấn đề là đó là không phải em của con. Đúng. Là ai? Vì em con mới có 5 tuổi, còn con này 25 tuổi rồi. Vậy nó là ai? Nó là... Làm cái dạ, gì? Con lại không? Con xin lỗi không? Dạ, nó là con nhỏ chủ của cửa hàng mà đặt hàng ở trên mạng. Ông đặt mua hàng ở nó bằng... Sao mày nói kỳ mày? Bằng những cái phiếu quà tặng mà người ta tặng cho ông. Dạ con lại không? Con xin lỗi không? Thôi, mày cái chu mà không. Xong rồi. Con tiện tì. Xong hết rồi. Tao không ngờ mày nuôi ông áo nuôi khỉ dòm nhà. Dạ thưa Thanh Tra, đây là một cái con tôi khẳng định với Thanh Tra, đây là một cái con mà nó ghen ghét tôi từ lâu rồi. Giờ nó diễn cớ ra, nó dựng chuyện nói là người ta tới đây hối lộ tôi bằng quà cáp. Bà có tin không? Làm sao được, nó dựng chuyện nó hại tôi mà bà. Thanh liêm mà phải không? Tôi là người thanh liêm, bây giờ không có nhân chứng, không có vật chứng. Đúng. Mày kiện tao cái gì? Mày nói gì? Ông ơi. Dạ, chào ông. Ông nói nghe nè. Ông cho con xin ba cái phiếu quà tặng này, ông nói ông trả công cho con đi. Gì nữa ra ngoài? Hồi nãy đó,
nãy ông kêu con đóng giả làm bồ nhí. Gì? Không, ông để con nói. Bà ơi, cái chuyện nó là vậy nè. Ổn kìa. Dạ, nói đi con, nói đi. Là hồi nãy con giao quà tới. Nói đi con. Giao quà tới. Dạ, con giao quà. Nói luôn đi má. Vậy là giờ được nói chưa ôm hoài hà. Nói đi. Cái đó là cái gì? Cái chuyện đó là vậy nè, nãy con giao quà tới đây cho ông. Tại vì ông đặt quà ở cái cửa hàng của con à. Con mang qua đây cho ông. Xong rồi cái ông kêu con là đóng giả làm bạn gái của ông để hợp thức hóa cái quà này. Ông sẽ trả cho con ba cái phí mua hàng. Hả? Có phí mua hàng đó? Có, đây nè. Cái chị này chưa biết nè. Hồi nãy lẽ ra ông trả cho con 5 phiếu mà bả đòi 2 phiếu á. À vậy nè, đâu phiếu đâu. Đi nè, vàng ra ông lấy cho. Vàng vàng vậy sao lấy? Ủa đâu rồi, rõ ràng để đây mà ta. Ừ, cái hay kìa bà nội. Tao rất ơi, mày hay quá, mày chỉ được nữa. Đó, đó, nè. Bây giờ con lấy 3 phiếu nha, con không có tham, cho con nhiêu con lấy nhiêu. Trời ơi, đúng là cái thứ mà tao nói cần cù mà cộng ngu si nó ra phá hoại mà trời. Mà sao từ nãy giờ không chịu nói sớm? Bà đập tôi không, tôi có cơ hội tôi nói được cái gì đâu. Thôi, không tranh cãi nữa. Bây giờ các ngươi còn nói gì được đó không? Tất cả quỳ xuống mà nhận tội. Người ta kêu quỳ kìa, quỳ đi. Dạ con đâu có được tặng phiếu quà đâu. Nhưng con đứng. Nhưng mà con cũng có liên đới trách nhiệm, quỳ xuống hết. Quỳ luôn, người ta kêu quỳ kìa. Bà cũng quỳ xuống đó. Nữa đó bà nội. À, vậy hả? Con có quỳ. Con cứ đứng ra đi. Sao? Ngươi còn nói gì đâu nữa không? Có, em muốn nói. Nói đi. Nhốt em được nhốt chung với hai con này. Thôi cho nhốt chung, nhốt chung rồi. Không. Thằng vợ phải bảo con chồng. Trời ơi, gặp anh khó muốn chết. Đây là bà hoang mang của Hồ Quỳnh Hương đấy. Hurry hát hay quá, Hurry ơi. Em cứ giỡn hoài. Em xin lỗi, cho nắng nó xuống hâm người à. Đuôi cẳng dẹp. Để trang trí cho mới nhìn hả? Chặt nhỏ ra thì cứ như mẹ mày mà đưa ra chợ phơi mà chả ai mua. Đừng có dí như phải cho nhá. Đừng có ôm lại anh đóng rồi đem ra.